Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới có tên là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Trước tiên thì mình cùng ôn lại bài cũ xíu nha. Hình lập phương khác hình hộp chữ nhật ở chỗ nào vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vậy là hình lập phương có cạnh đều bằng nhau đó bạn nha. Vì bằng nhau nên các mặt bên sẽ như thế nào vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Thế thì muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương thì bạn sẽ lấy diện tích một mặt nhân với mấy vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hình lập phương có bốn mặt bên bằng nhau, nên diện tích xung quanh sẽ bằng diện tích một mặt nhân với bốn nha bạn. Còn diện tích toàn phần của hình này sẽ được tính như thế nào vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vì hình này có sáu mặt đều bằng nhau, nên diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 6 nha. Bạn nhớ học thuộc công thức này để áp dụng vào làm các bài tập nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương, có cạnh là 2,5 decimet. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp, không tính mép dán.
Bạn làm đúng rồi.